review chiếc đồng hồ của chú Lý Hải hôm bữa casting đúng không? Nhưng mà thực sự thì những cái tấm hình hay là những cái hình ảnh của chú Lý Hải rất là mờ các bạn. Thực sự là rất khó các bạn, mình nghĩ là cũng không ai làm được đây. Nhưng mà đó sẽ là câu trả lời của một người nào khác chứ không phải là Thương Trần. Hay không? Qua tôi là ra ngay, tại vì ban đầu là mình bị nhầm với lại một cái thương hiệu, đó chính là một chiếc Longines Master Work Time, là Master. Thì nhưng mà cái con đồng hồ này đặc sắc ở cái chỗ là nó có hai cái núm vặn ở hai bên các bạn, và sau khi mà tìm một thời gian đâu đó khoảng 49 giây thì mình đã tìm ra được một chiếc đồng hồ có thiết kế y chang như vậy, đó là chiếc Girard Perregaux Work Time. Và đây là một chiếc đồng hồ nó có cái chất liệu cũng khá là đặc biệt, và nét đặc trưng của nó là có hai cái núm, và một cái núm vặn là để chỉnh cái vòng màu xanh xanh ở giữa cái đồng hồ đó, thì là để chỉnh thêm một cái múi giờ nữa. Và đây là một chiếc đồng hồ cũng khá là căng đấy các bạn, nhưng mà nó là thuộc, theo mình nghĩ thì nó là một cái thương hiệu thuộc Quiet Luxury, rất là ít người biết tới cái thương hiệu đồng hồ này, nhưng mà thực sự là xa xỉ, có mức giá đâu đó lên quanh khoảng 10 đến 15 ngàn đô, là khoảng gần 300 triệu đồng cho cái viên mãn đồng hồ đó. Các bạn có đánh giá như thế nào về gu của anh Lý Hải? Mình là Thương Trần, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thích hỏi đồng hồ của ai thì cứ comment nha. Chỉ có thể là Hương.